Nó về 41 đầu tiên nha anh chị. Sau Thì đó bốn đất rất là sâu đúng không? không, nó về 41 FOMC xong nó mở cửa ra phát xong 45. Chị nghĩ là nó sẽ đi lên. Bởi vì bây giờ đang về này, nó đang về trước FOMC này thấy không? Hồi nãy nó đi từ dưới 410 50 đi lên, bây giờ nó đi về lại tầm 41 50 á. Xong rồi nó bắn đi lên lại. Hơn 10 phút nữa thì anh 410 vẫn 50 hoặc không 411. Patient nha. được. Chưa đầy 10 phút nữa nên mấy chị nhớ ngồi yên đừng có đi đâu nha. Đừng đi đâu nha, đi là sẽ Giờ hồi hồi cái spy put 41 với anh em mua giá bao nhiêu vậy? một đồng tám chị, một đồng tám. Ok. Nó mà đi lên á là con 45 của mình ăn. Mà nó mà đi xuống á, bởi vì con 45 mình de-risk ở trên rồi, ở dưới rồi. Con 41 mà nó rớt mạnh á là con 41 của mình ăn cover luôn con 45, đóng con 45 lại luôn. Chị Soan hiểu em nói không? Ừ, chị hiểu rồi, chị Ờ. đang ngồi trong 141 rồi. Bởi vì ngã nào là nó cũng sẽ có một cái lực mua lên rất là mạnh luôn. Thì cái đầu trên á, ngã nào mình cũng de-risk con 41 rồi, ngã nào có bốn cái con 45 mà càng lên mình càng ăn. Còn cái con 411 á mà nó mà rớt xuống mạnh á là mình cover lại cho con 45, bởi vì con 45 mình mua có mấy chục xe nữa. Là em đã tính rồi, em đã tính rồi, có nghĩa là em đã tính đó là mình sẽ làm de-risk bớt cái con 45 trước nè. Mà nó rớt mạnh xuống 411 là mình hút con 411 luôn. Mười phút nữa. Coi can ao lệnh nha. Men em vẫn có feel là nó lên 45 biết tại sao lắm. Đúng luôn á chị, 4.200 thì Ồ. giá 4.200 Tao biết tao có cái feel là nó ít 50 điểm mày. đầu tuần như vậy vẫn có em vẫn hướng đi lên đó. Nhưng mà chị vẫn đặt cái con 41 để coi in case thôi không? Bởi vì em nghĩ đi, nhưng mà nó lên tới 45 là con nó 45% gì vậy, 4 đô á. Em nhớ cái đợt Đâu mình đi đánh đâu có tôi FO, em nhớ đâu cái có đợt theo tôi hay zero gì hết. em nhớ cái đợt mình đánh FOMC nó lên tới 700 mấy% không, nhớ không? Nhớ cái ngày mà mình đánh mà spy put kêu kêu put rồi spy call kêu kêu call 700 mấy% không? Rồi cái đợt FOMC vừa rồi lúc mà chị nghĩ đẻ là cũng Trước xuống trước được mấy trăm phần trăm đó. trước 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 FOMC đợt đó, trước khi mà chị đi á, là cái đợt đó mình đánh đó là mấy trăm phần trăm đó, 700 mấy% đó. Đó. Man, cái đợt có đánh đã hơn, cái đợt có đánh đúng đúng cái hướng chị expect luôn, đi lên xong đi xuống đó. Xong đâm thẳng một phát từ ở trên đâm thẳng xuống luôn. Dễ sợ. Man lâu rồi mới đáp oxy. Hơn tháng mấy, 2 tháng rồi, 2 tháng rồi mới quay lại tháng 3 tới giờ. Chín phút nữa. Cái này mà nó mà xả một phát là 410 nha. Nó xả một phát là 410 mà nó rút một phát là 415, 418 nha. Ui dồi ôi, thơm gì đâu.
Stream mình mất tăng rồi kìa. ES đầu dưới là 1110, ES đầu trên là 1185 cho tới 1200. Ở 4185 cho tới 4200, còn ES đầu dưới là 4110 cho tới 4100. SPY là đầu dưới là 410, SPY đầu trên là 415. QQQ đầu trên là 325, QQ đầu dưới là 318. Nhỏ sai nha, 1-1 nha. Em nói trim thì trim nha, vô thì vô nha. Ví dụ em đọc 412 co thì đánh 412 co nha. Xong em nói trim thì trim nha, đừng có hold lệnh nha. FOMC không có hold lệnh đâu á. Ồ, nó chạy rồi kìa. Trời, 5 phút nữa Phương ơi, rung quá. Sao đâu chị, không sao đâu, bình tĩnh. Mỗi lần mà tới cái giờ FOMC là men vừa rung vừa gamble mà vừa thích cái cảm giác nó kỳ kỳ kỳ. Mình đã 500 anh em mà vô bạn 500 anh em, 500 anh em cố lên. Cứ nhớ cuốn sổ FOMC vừa rồi của chị ấy đến 1.000% là ok. Oh man, tao vẫn nhớ cú FOMC được trước 1.000%. Man, 1.000% con sọt. Phút nữa. Rồi cho ai có ai cho xin cái link ông Phèo nói chuyện được không? Để gửi Ok. Để coi mặt ông Phèo sao chứ. Và đánh thì và nhận dài. Rồi. Nó lên 415 cũng ăn mà nó xuống 410 cũng ăn, khổ vậy chứ. Nhưng mà cái đầu trên 415 của mình ngon hơn nha. Rồi, chuẩn bị ready anh chị. Ready nha, ready nha. Lên đụng 415 thì out nha. Mà lên rớt dưới 410, 410 cũng out nha. Đầu trên đầu dưới gì cũng out hết đó. Out là một đầu nha. Chuẩn bị đó, nó đang chuẩn bị chạy đó.
nó rớt xuống cũng được, nó rớt xuống đầu tiên cũng được luôn, để out con 41. Chu cha chu cha chu cha chu cha. Phương nghĩ lên hay xuống? 1 phút nữa cho Phương dự đoán. Phương 25 second nữa kìa Phương. 415 hay 410 đây? 1 phút nữa, ở quay 19 giây nữa sẽ biết được. Nhớ nha anh chị, lẹ lẹ nha. Rất là lẹ đó nha. Coi nó rút rau là ao không kịp nữa nha. Mọi người chuẩn bị stream spy put nha anh chị. Stream spy put đi anh chị. Rồi spy co, lượm tiền spy co đi mọi người. Lượm tiền spy co giùm em với. Dream Spy call đi, Dream Spy call đi. Chưa xong đâu nha, chưa xong đâu nha, đây là first move đấy. Mọi người enter cho em 410 phút. Spy 410 phút nha anh chị. Spy 410 phút. Đang trade. Ok. Dream Spy put anh chị, Dream Spy 410 put mọi người. Đánh lẹ nha anh chị, nào đánh không kịp đừng đánh nha anh chị. Dream Spy 410 put đi anh chị. Rớt nữa mọi người, ra hết đi nha. Ui dồi ôi, spy put printing nha. Spy put printing anh chị. Stream ra hết đi nha, stream ra hết đi. Trời ơi, tuyệt vời Phương à. Xuống trước. Ok mọi người, roll tiếp. Nó bao lên nè. À mọi người ơi, roll tiếp cho em spy put 410, roll tiếp spy put 410 cho anh chị. Vô lại thêm con 410 nữa. Re-enter spy put 410 cho em. Re-enter spy put 410.
đi như dự đoán luôn, nhưng mà nó lên chưa tới 45, nó lên tới ngang 43 50 xong rớt rồi. Lô tô nha, lô tô nha. Ông Pheo lên nói với ông Pheo chưa nói mà đúng không? Chưa, chị 11 2 rưỡi như đó ông mới lên nói. Chưa nói mà chạy như đúng rồi. Chạy như đúng Lát rồi. nữa, lát nữa trước khi ông lên nói 10 phút lại chạy tiếp giờ gì. Ừ, đúng đúng đúng. Mình game bù cú 410 này để coi ai hơn ai nè. Coi ai hơn ai nè. Nói chung là đánh vui vẻ mọi người, nãy giờ có lời rồi, đánh vui vẻ thôi, lấy profit chơi này. Đấy 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 đấy, trời ơi trời ơi, tiếp đi nào mọi người, dream spy put 410 anh chị, trời ơi thơm thơm thơm. Trời. Mọi người đánh lẹ thì đánh nha, đánh không lẹ đừng đánh nha. Nói chung là cũng được đi, cũng được cũng được. Chưa nói chuyện. Xí nữa mà ông Phèo mà lên nói á là mình giữ cứng một đầu luôn nha. Ông chưa lên nói. Bây giờ là tạm thời nháp bài trade trước đã. Ông chưa lên nói nha. Ông lên nói là mình sẽ đánh tiếp 45, 41 tiếp. Chưa lên nói luôn. Chuẩn bị qua là lệnh này. Chu 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 45 45. Mọi người re-enter cho em cái spy put 410 anh chị.
Mọi người, Dream Spy Put 410. Dream Spy Put 410 anh chị. Spy khả năng về 410 nha, 410 50. Xí hồi mà sẽ canh vào hâu lệnh tới cuối giờ luôn. Về 40 á, 40 50 á, đó, 40 50 nha. Mọi người ai liều á, gồng tiếp. Gồng tiếp cái con này cho em, 410. Cho nó về 410 luôn này, gồng tiếp con này cho em, về 410 luôn nha. Lô tô luôn. Spy put 410 đi.
10 phút nữa Long với ông đi nói chuyện á là nó sẽ mua mạnh anh chị, 5 điểm trên 5 điểm dưới á, 12 phút nữa. Nên là cái lệnh này mình liều một xíu, mình liều một xíu. Bỏ một có thể ăn 5 luôn đó. Còn không thì mình sẽ thua tầm 80%.
Tôi được tết với 25%. Chấm 25% hả chú? Đúng, đúng. Ok. Ok. À, vô một con 45 co đi anh chị. Spy 45 co. Rồi, ok, cứ xong rồi người cứ trả lời làm gì. Bởi vì là tăng hay là giảm ray ta? Giữ ray chị. Giữ ray. Vẫn giữ con 410 nha và con 415 nha. Phút nữa ông Phe mới lên nói chuyện á, 4 phút nữa mình vẫn chưa mình biết chuẩn bị bắt cơ chạy thôi. Ờ, chuẩn bị này vẫn giữ con nước xì xà chứ, giữ con 415 và vô con 410 đánh strangle á. 4 phút nữa chuẩn bị nó chạy mạnh lắm á, nó chạy đầu nào cũng được hết á. Nó mà lên 415 là mình chốt con 415 nha, xong mình add thêm con 410 đánh xuống lại nha. Em nghĩ nó sẽ chạy hai đầu đấy. À, cái này mà rớt mạnh một phát là hoặc là lên mạnh một phát là sướng luôn, đầu nào cũng ăn hết mà nó chạy mạnh á, là mình ăn đầu còn lại là ăn hơn 100% đó, 200% có thể luôn đó. Bởi vì bây giờ mình đang nằm 50-50 nè, đầu trên cũng được, đầu dưới cũng được, nó phải chạy mạnh nha, nó phải chạy mạnh thì cái đầu này mới ăn. Trời ơi, con Nvidia nó làm gì nó chạy lên tới 283 ghê gì. Tesla lên lại 265 rồi.
Mọi người ready nha. Rồi, fail lên rồi. Anh fail đã lên. Ủa sao chưa có nói gì hết nhỉ? Ủa chưa có nói gì hết đúng không? Minh. Chị refresh lại thôi. Gửi cái này em ạ. Rồi đang nói, đang nói, Ok, có đấy, Đang nói này. Nhìn thấy hơi cái mặt hơi xèo xèo tèo đó, cái mặt nhìn thấy hơi bất mãn cuộc đời rồi. Cái mặt nhìn thấy sao như 410 vậy trời. Fail ơi là fail. Bốn trăm mười nha. Rồi. Rồi. Tôi nhìn cái màu là tôi thấy nó đi vào lòng đất rồi đấy. Chưa có mua gì hết, chưa có cái đồng tĩnh gì ở đây hết. Ù đi ngang luôn rồi kìa. Chưa.
Coi Dream Spy Food 410 đi quý vị. Lẹ nha, lẹ nha, không lẹ khỏi trade nha, ok. Này thì fail, fail ơi, fail, chào tạm biệt fail. Chào tạm biệt, lụm tiền đi anh chị, lụm tiền. Ôi rồi ôi, fail ơi. Chào tạm biệt và quý khách. Chào tạm biệt hành khách. Chào tạm biệt quý vị. Men, tôi nhìn cái màu Phương à, Phương ơi, Phương ơi. Man 410, nhìn thấy cái màu 410 ta. Nào 410 đi, come on. Come on. Smooth mà xong nó lên làm chị hay xuống luôn. Chắc chị nghỉ xuống luôn đây. Ừ. Từ từ đi. 410 trước đó đã. 410 trước rồi mình vô tiếp. 410 lấy 200% này. 410, 410, 410. Oh my god, ok mọi người, ai muốn lượm tiền thì lượm ở đây cho em nha. Lượm tiền đi anh chị. 410 anh chị, 410, lượm tiền, lượm tiền, lượm tiền, lượm 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 lượm, găm 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 găm. Mỗi phát nó đâm một cây gì đau đớn quá à. Cái gì, cái gì, cái gì? Mỗi phát nó đâm một cái cây to thế nên đau đớn quá. Chú ơi, từ từ, đang giật em, từ từ. Trời ơi, đi đẹp vậy. Mọi người vô lại cho em Spycore 415. Spycore 415 anh chị. $0.40 đó. Dream Spycore. Dream Spycore mọi người. Không kịp alert trên room luôn á. Dream Spycore nha. Trời ơi. Trời ơi, đánh cái gì mà đã vậy? %50 Spycore. $4.15 nha, $4.15 nha. Vô tiếp anh chị, mới trim xong vô tiếp không? Từ từ, từ từ, còn lên nữa từ từ. Rồi cho đẩy lên đó, nó lẫy phá lên, nó vô tiếp. Trời, trời ơi, trời ơi. Lẹ ha, 50% đúng lẹ luôn, ừ. Ok, re-enter Spycore.
Re-enter spy core 45. Nhỏ nha, nhỏ nha, nhỏ sai thôi. Ôi trời, trời ơi, ôi trời ơi. Ô là trời. Come on, come on, come on baby. Come on. Chỗ này hơi risky xíu nha, nhưng mà ăn ăn nhiều lắm á. Rồi, Dream Spy con chị. Dream Spy con 80%. Đánh cái gì vậy trời. Tuyệt vời, ông mặt trời nha. Ông mặt trời nha. Ô là trời ô. Trời ô là trời ô. Trời ô, trời ô. Everybody, ai vô sau được 50% nha, ai ở dưới chung với em là 100%. Rồi. Thơm nha. Kì bông, kì bông, anh kì bông. Chắc chỗ này nó phá lên 45 luôn đó. Chắc chỗ này nó phá lên 45 luôn đó. Từ từ nha, khoan vô lệnh lại nha. Từ từ. Nãy giờ không biết ông Phèo nói gì luôn. Thôi, sáng nay có lời rồi mọi người. Có lời hết rồi đó. FOMC đó, đó là FOMC đó nha anh chị. Cho mọi người có cái performance FOMC như thế nào thôi. Ok, đợi đi, đợi xíu nữa đi. Cái chỗ này chắc em nghĩ nó phá lên 45 á. Để coi quan sát cái chỗ này xíu đang muốn phá lên đó. Qua từ nha. Đi rồi, đi rồi. Đi xa rồi, từ từ, đợi đi em, đợi xíu nữa. Patient xíu đi. Vô spy put 410. Re-enter lại spy put 410 đi.
Hôm nay Smile chắc khó để mà phá lên trên 44 lắm á. Cao nhất mà nó đi hôm nay có thể là 43-50. Anh thấy như là anh đánh NQ ở đây future mà anh cũng kiếm được hơn 500 rồi đi là 500 luôn à, ghê vậy. NQ mà thì giới đà đánh cái phương pháp của Spy thì anh đánh hơi Ok anh thôi, đánh nghỉ như vậy là được rồi. nghỉ anh ơi. Ồ 500 rồi anh ơi, nghỉ anh ơi. Bây giờ vừa thấy còn sống mạnh ghê. Anh chờ đánh súng không mà giờ anh canh ở đây trên ngọn ba Mình đang đang còn một đi. cái 410 nữa là xong rồi đó. Ừ là mình xong rồi đó. That's it nha, that's it nha. Này last last round rồi. Coi thử em đúng không nha. Ok. Hôm nay là mình khá là ok đó. Nếu mà nó về 410 là print 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 printing printing ok. Last round, last round. Hên xui nha. Ai mà có lời rồi thì thôi đừng có đánh nữa. Đủ rồi, sáng hôm nay mình try là 100% win rate luôn rồi đó. Chị vừa đang muốn nghe em thú tội không? Chị vừa đang Thôi mày đừng thú tội, giờ nãy đang chơi mà thú tội gì mày. Mày thú tội mà mày ăn thì mày thú tội chứ. Mày thú tội mấy cái trade là chị sợ. ăn đó ăn nên em mới thú tội Mày thú tội cái gì mày ăn lớn đúng không? giờ phải chụp ăn Mẹ. chả gì chơi đó. Trời ơi là trời, cái thằng tao đã nói đánh một hai con thôi. Thôi nghỉ đi. Đừng đánh nữa. Em xong rồi, xong rồi chị ơi. Mẹ ơi, mày đánh F-OM sim game bù với mày. Bỏ nha. Bỏ nha. Gamble nha. Nhưng mà đoán là bị chuẩn F-OMC si nha. Điều đợt này F-OMC si đi sau lắc 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 không biết đi sideways. Thôi kệ. The last one đi. 410 đi, the last one. Đi đợt này hơi yếu Phương nhờ. Thấy đi hồi nãy ăn được cú 410, 415 hết. Hết luôn, bây giờ đứng luôn.
Đợt này đi kỳ á. Đợt này đánh không có sướng vậy trơn. Đánh tưởng đợt này nói làm sao chứ, để cho nó đi cho nó chạy chứ, chạy cái gì mà xoay quay nãy giờ này. Nó đứng lại cái chỗ hồi nãy này, 42 nè. Last one nha, last one nha. Say the best for last nha anh chị. Say the best for last nha. Liều nha, mình đánh liều cái trade này đi. Liều ăn diều. Ok. Một con thôi, nhỏ nhỏ thôi. Trả đi trả không ta? Ok luôn. Cũng được đấy. Ừ, cũng được đấy. Nào. Nào, nào, nào. Trời ơi, đừng giật nữa, đừng giật nữa. Rồi, ok mọi người, lầm tiền. Lầm tiền spike put đi anh chị. Nào sao, thành sao? Thấy FOMC sao đây? Lượm tiền spy put đi nha mọi người. Tôi bỏ đánh quá rồi bà ơi. Đỉnh không? Chị vừa làm việc đặt lên ấp. Em nghĩ chắc còn đi xuống thêm xíu nữa. Xong nó mới giật lên lại. Hôm nay là có lời đó. Bây giờ em đánh nó cho em xem vô 20 phần. Thôi, cho xin làm ơn please. Ok. Lại đây. Ông Powell đang nói chuyện gì đây? Lên lại kìa, lên lại kìa. Thực ra cái đợt này đi á, nó ăn không có được mấy trăm phần trăm. Thực sự là em expect là nó phải đi rất là mạnh cơ. Cho nó đi giống vậy ăn được 50%, 80% hoặc 30% thì nó không có nhiều. Cái đợt trước á kìa, cái đợt trước đánh nó là 700%, 800%. Bởi vì nó đi mạnh lắm. Đợt này đi sao thấy yếu. Ngày mai chắc nó lên là 45 đó chị. Để coi cuối giờ đóng đến sao nè, để coi thử nè, chứ chưa chưa biết nha. Nhưng mà cái chỗ này là thấy khá là yếu đó. Thấy là khá là yếu đó. Mình lên FOMC được chưa hay muốn đánh nữa? Nghỉ ngơi sớm chị ơi. Sáng giờ cũng nhiều lắm luôn á. Sáng giờ là cháy quá cháy rồi.
ok. Ukela. Rồi. Chắc làm thêm tray nữa con. Ghiền ghiền ghiền. Từ từ để quan sát cái chỗ này đang đi sideways, làm thêm tray này, last tray này. Cái hồi nãy là mém last thôi. Cái này mới last này. Bởi vì ông còn nói đúng không? Ông còn nói mà. Chưa nói xong mà, để ông nói cho xong đâu. Em nghĩ là chắc mình đánh được thêm tray nữa. Từ đi. Để em quan sát này. Nhìn nó hơi bè đó, nhìn nó hơi muốn màu một cái màu mà đi xuống đó, 410 409 ngày hôm nay đó. Lô tô 409 trong ngày đi. Rẻ thôi, 409 put 40 sen. Vô. Giữ con này cho tới khi nào ông nói gần xong luôn nha. Để coi thử mình ăn cái con này không. 40 sen nha, Willen Tulu nha. Willen Tulu, ok. Trời. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy, em cũng nghĩ vậy. Cái này FOMC này giống như là mới nói làm sao ta, nó chỉ là mới tạm thời, nó điều chỉnh cái market thôi. Còn mà để mà con này thì em nghĩ là chắc phải đợi Apple ngày mai á. Apple ngày mai, dắp đợi Apple ngày mai nên chị. Chứ còn mà bây giờ mà FOMC mà đi giống vậy là chắc nó đợi thằng anh cả của nó rồi, 100% nó đợi thằng anh cả của nó. Chứ mỗi lần nó mua chị lắm, nó Nó mua mua rất nhiều là lắm, nó không có đi giống vậy đâu, nó không có đi giống vậy đâu. Thường mà em thấy nó đi á, nó đi trên dưới á, phải 5 điểm tới mới tới 10 điểm, chứ không thể nào mà đi điểm 2 điểm mà đứng. Thực ra FOMC đang đi sideways nè, cái này thực ra đang đi sideways nè, chứ đâu có thấy đi đâu đâu. Đi sideways nãy giờ luôn đó. đúng rồi, chị thấy chị có 410 tới 413 cái ba điểm. Nó đâu có nhiều đâu. Đâu có nhiều đâu. Dạ, giống như bình thường mình đi trade như mỗi ngày vậy Chán không? đó. Nhưng mà cái giá cho nó tồn ngon quá à. Nói chung là cũng được Cũng được kệ, cũng ăn đúng không chị? Yeah. Thôi có ăn được rồi, vui vẻ. Happy. Happy 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 happy, hôm nay quá happy đi. Hôm nay đánh quá cháy. Cháy khét lẹt mà em đánh chậm mà đúng không? Em cũng đâu đánh nhanh đúng không? đi. Yeah, chậm. FOMC mà đánh gì giống như đây đây trade bình thường vậy đó. Chứ thường thường nó mua nhanh lắm, nó mua đúng lẹ luôn mà ngồi đánh không kịp đâu. Mà sao không biết sao hôm nay đi đúng chán buồn bã luôn á. Đi gì mà nến giật lên được con xíu xong rớt. Xong rồi nến giật lên giật xuống xíu xong lên lại, mà cái lực mua nó không mạnh. Hồi nãy mình bắt được cái con ngon. Cái con hồi nãy mình bắt tựa dưới đây á. Cái con đó ngon. Đánh cái cú put xuống cũng được thôi. Chứ mà cái cây put đó em thấy cũng không có sacrifice lắm. À sacrifice lắm, lộn. Sacrifice. Này đang bỏ 40 sen ra cúng này, cúng cho FOMC, cúng lại FOMC này. Một là 415, hai là 410. Không kịp chụp hình luôn đó ta. Sao chị? Không kịp chụp hình. Hồi nãy giờ phút thôi gì không 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 vô, nhưng mà vô cái mà nó Cái nghĩ con cái vô con được hình cái luôn á, con. cái sao em kịp hò đó, 100% đó.
đó Nó trong phần cũng trăm, cái lệnh co trong phần trăm đó chị. đi xe. Từ đó là ba à, ngay đúng chỗ thấy là ba ở đây 1:30, thấy tiếc nhưng mà giờ mình nghĩ lại là không tiếc. Thôi tiếc Nhưng cái mà gì. em mới đầu em vô hai cái xong rồi mình ăn một cái trước, xong rồi còn lại xong mình ăn hết xong mình vô lại đúng không em? Đúng rồi chị, đúng chính xác. Cái đó là anh vô cái chân gỗ Chị đập đánh kho kịp luôn không? chứ. Mà mọi Chết người đánh tại kịp, kho. mọi người đánh kịp đúng không? Mọi người đánh kịp mà cái này đúng dễ luôn á, nó đi nó đâu có đi đâu đâu, nó có chỗ. Hôm nay dễ, Hôm nay đánh đúng dễ luôn á, làm gì luôn á. hôm nay dễ mà hôm nay do chị tâm lý nhiều cái thì không không có đánh hai đầu thì không vô ra tên thì cứ đợi đúng một cái con đó thì vô thôi đó. Nãy em để em đặt hai cái đầu kho, cái đầu phút luôn, cái đầu kho lên trời chốt với Mà hồi nãy đầu giờ em nói đúng không? Hồi nãy đầu giờ em nói là sẽ chắc chắn hai đầu sẽ ăn, lên đầu trên chốt đầu trên, xuống đầu dưới chốt đầu dưới, đánh lên lại. Nhưng nãy giờ có một cái mà em đang thắc mắc. Nó không chạy thì đúng rồi, bật nãy giờ nó chưa có rớt về 410. Cái đó là cái em đang gọi là đang suy nghĩ trong đầu là không hiểu lý do tại sao. Bởi vì 410 50 là cái hỗ trợ rất mạnh luôn, nó rớt về một phát nó rút lên thì cái chỗ này có khả năng là sẽ là bullish đó. Bullish đó. Cũng là người anh cũng là vô địch Cuộc bullish đó nên là để coi thử nha, cuối giờ đóng cửa sẽ biết đó. Bật em bỏ 40 sen, em đánh bốn cái 409 bởi vì em nghĩ là nó sẽ test lại cái 404 410 thêm lần nữa. Cái này là giống như cúng nha, cái lệnh này mọi người có thể không cần follow em nha. Em coi thử, em đoán cái pattern đây có đúng không? Mọi người ăn rồi mọi người ngồi ngồi yên đi, mọi người ngồi yên coi em đánh này. Bởi vì em cũng đang phân vân 409 với 415, 413, nhưng mà em chọn cái 409 trước để em coi thử nó rớt xuống 409 xong nó lên 413 thì hợp lý hơn. Em coi thử em đoán đúng không nha. Nhìn đang bullish đó. Nhưng 409. Nhìn đang bullish đó nhưng 409. Chưa thấy có thể. Có thể về 4, có nghĩa là không biết nữa, em biết nữa, tự nhiên em chọn vậy đó. Em coi thử thử em đoán có đúng không? Để coi thử đọc anh fail thử với mình còn tâm giao với nhau hay không thôi. Hồi nãy á thì vậy chị về vô á, con nghĩ đen nó quậy chủ ấm xe nó làm mới tới rồi không có làm nó quậy cho nên nãy giờ chị vô á, chị ngồi luôn á, chị nghe thôi không tắm luôn á, nghĩ người mình á giận con nhỏ lắm á, nó quậy xong nó bỏ chạy luôn, không lắm luôn, nó không có tiền Nhưng mà ăn chưa? đây Ăn là chị rồi. bực mình khó đánh Bực mình khó thôi đánh xong rồi đó đó, tại vì thợ là không được, mình xuống mình khác tao về rồi, người ta làm dữ quá nó mới cố tình không trả tiền đó. Wow, sao nó bực mình được chứ, còn sao Ok. cũng đều là dữ thôi. Ok. The last one Chính từ nha. tình đó rồi. The last one nha. Hên xui nha mọi người. Cái trade này hên xui nha. Man, em không đánh 410 mà em đánh 409 là mọi người biết làm sao đó. Em chip Cái chị á. đóng cửa 3 giờ nhưng nó âm chẹt luôn, cái đó thành 5-6-700% nha, mọi người chuẩn bị dùng tiền đi. Chị Giác có nhớ cái đợt mà đánh FOMC 1000% không? Cái đợt mà trước khi em off á, chị Giác có nhớ cái đợt mà em đánh mà cái đợt nó có chị Giác lúc đó chị ăn mười mấy ngàn đó nhớ không? Trời ơi, cái đợt nó đoán mất kịch đúng đỉnh luôn á, mà đợt này đi sideways. Đó, kỳ trước nó cũng đi mạnh lắm đó, vô là kỳ Kỳ trước trước cũng nó đi đi mạnh mạnh, em khẳng định nó đi mạnh luôn. Kỳ này nó không đi, kỳ này đứng có chỗ không? Nhưng 30 chưa phải đó. Kỳ 40. này giờ là kỳ này em hù nó quá, nó sợ rồi, em đánh rồi đó, hù nó quá cho nên Kỳ nó mới này bị nói em hù chứ. quá, nó Đó, rém. hù nó tới nỗi mà đang ta hỏi cái con Starbucks mà nghe cái con gì đâu Cái con cái con Starbucks mà nghe là thành cái con Facebook gì á không biết nữa. Anyway, thì chơi vô đài thì cái nhau bây giờ là mình mất tiền.
Sáng nay chị ăn được bao nhiêu rồi? 200 không? Nó chưa được, tại vì sáng chị không có chơi. À sao không chơi à? Chị để tới nhà chị chơi. Ok, chơi vui vẻ thôi, chơi vui vẻ thôi. Hôm nay thực sự là cũng không cần trade đâu, mắc kịch FOMC mà. Trade chắc gì tầm này. Mai vô. Hồi nãy anh bị kiếm anh lên phòng tơ ngồi chơi bị kiếm chuyện để vô đặt. Dạ. Anh mới chửi trong thằng đó đó. Xong rồi, nó đánh xong rồi, đâu có gì đâu. Rồi mình nói mình đặt cho anh ngồi chứ. Nó lên tiếng, anh ơi để xong nó anh chửi đủ má anh tàu lao của anh hôm qua tới giờ đó nha. Có nghe sơ tán trước đó. Không anh, khi mà chơi xong rồi mình nói chuyện thôi anh hiểu không? Chứ đâu phải là đừng vô đây đóng tiền xong mà chửi người này chửi người kia là ông nội tao đóng được anh. Thôi vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ. Cái hơi vui duyên thật nhưng mà vui vẻ đi. Vui vẻ đi. Không phải, ổng đã chửi mấy người rồi chứ không phải một mình em. Vui vẻ. Anh Sơn nói quá đi lên rồi kìa anh Sơn. Ồ. anh chốt hết rồi em ơi. Ôi trời ghê quá. Em ôm si mà. Ừ anh đặt, anh này anh đặt 5 con, 5 con đầu chuyện, 5 thành 5 con. Ở đi xa đưa bò nó được chữ. FOMC mà. FOMC hôm nay chán dễ sợ. Trời ơi, FOMC hôm nay đúng chán luôn á. Trời ơi. Chứ đồ này mà giờ này là uống rồi đó. Chứ gì nữa. Trời ơi. Biết bữa nay FOMC đánh gì không anh Sơn? Đặt Iron Condor. Ông này đặt cái chân đồ đó. Man, trời ơi. Quên FOMC này đặt Trado, quên. Trado. FOMC này đặt Trado là ngon. Nhưng không sao. Để em coi thử nha. Let's see. Nè, để coi con bốn là chính của em ăn không nha. Từ từ bình tĩnh coi. Bình tĩnh. Nhi. Trời ơi, đi vui vậy, đi thú vị vậy. Con vô, con rồi mọi người. Về 4.10 đi chứ, về 4.10 đi chứ. 410 đi, đúng rồi, 410 đi, đúng. Đúng vậy. Xuống đây. Xuống đây nha. Mọi người ai á mà vô con 4 là 9 của em á, ok. Ra đi nha. Để em đánh mình em thôi. Risky á. Em không đánh 410 mà đánh 4 là 9 là mọi người phải biết em risky cỡ nào đó nha. Có cái sell call 410 mà quên cũng không rớt. Cái gì sell call 410? Vertical. Nè, coi này. Để coi thử em ăn cú này không nha. Hình xui nha mọi người. Phúc quý bò duyên nha. Không biết cục bò này có bự không. Chứ 409 thì cũng hơi ghê đấy. Ôi dồi ôi là dồi ôi. Một ăn cả hai ngã về về không nha. Về zero dollar nha. Let's see. 500% possible or not. 409 là em printing luôn anh chị. Để em coi thử. Em coi thử ngày hôm nay em có hên không. Trời ơi, này đúng vui vẻ luôn á, trời đúng game bồ luôn á. Ui dồi ôi. Mờ lém. Ok mọi người, ai có thì chim đi. Còn em giữ tiếp. Nãy đã cố gắng bán ra giá này. Ngon, nhưng mà em nghĩ chỗ này có khả năng nó lủng đó.
Một cây nha, một cây nữa này, một cây nữa là em ăn này. Trời ơi, đi xe quay à? Vô là ví dụ mà thấy cái anh nào nhắn tin chăm sóc trong máy rồi thấy Hương Sơn quá đỉnh đi là sao? Chắc là anh Sơn ở Việt Nam á, chị không biết nữa, để coi xíu hồi chuyện gì. Em đang try cái này, đợi xíu đi, để cho em ăn cái cú 409 phụt này xíu đó. Cho nó về cũng là à, sao biết. 409 anh chị nha. Ừ, 60 cent đang tăng premium, you know what that mean, 100% easy peasy nha mọi người. Mọi người sẽ thấy cái performance của em today, ok? I show you the way, baby. Ui dồi ôi, Printon mọi người, print. 409 Printon anh chị, 409 Printon. 90%. 90% anh chị. 90%. 90% anh chị. Ôi trời ơi, sao? You see what I see, baby? Oh my goodness. 92%, 92% profit. 92% profit, 100% profit. Lượm tiền. Mọi người thấy làm sao? 100%. Mọi người thấy cái performance này sao anh chị? Trời ơi, thơm gì đâu á. Thơm. Thơm quá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Kiểu này con spy mà tháng 6 không tiêu rồi em. Chưa chị, từ từ chị. Bình tĩnh chị. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mà mọi người thấy hôm nay FOMC Baby Yoda đánh sao nè. Cháy không? Cháy khét liệt luôn. Trời ơi là trời. 100% profit chứ nhiêu. Ok, vô Spyco 410 ở đây đi. Một con Spyco 410. Scap nha. Trời ơi, nó đi kìa, nó đi kìa. 410 nha. 1 đồng 15 á. Trời ơi, nhiều khi nó lủng cái 409 này luôn quá trời. Coi cái premium nó nhảy lambda kìa. Trời ơi, con Spy Put 4, 4 là 9 đúng thơm luôn á trời. Ok, Dream Spyco 410 đi anh chị. Dream Spyco 410. 1 đồng 30 rồi á. Dạ, hôm nay chị vô ra tính bà nát cái ôn tư luôn hả? Nhưng như bà chị nghĩ là nếu mà mình không đánh được cái FOMC á, thì giờ mình nãy ngưng ngưng lại em cho vô cái khúc này là ăn cũng mát hơn cái FOMC luôn đúng không? Không chị, FOMC mình đánh mình đâu có biết nó đi đâu đâu chị. Ờ không, cái này nè em mới cho nè. Từ cái đỉnh đi xuống em 4,9 rồi đó. Thì em lô tô mà, cái này nó lô tô mà. Ờ, nhưng mà cái này nó đâu có phải FOMC đâu mà. Cái này là FOMC đó chị, cái này là FOMC đó. Ồ, vẫn còn hả? Vẫn còn. Chưa có xong, chưa có xong, chưa có xong chị. Nói FOMC tới cuối giờ luôn á chị, 2 tiếng cuối tận chưa có xong, nãy giờ em đang nói FOMC nè.
Ôi vô là bắt hay quá, ngồi coi thôi. Có một con chắc là lời 20-30 không? Biến à. 20-30 cũng được rồi chị, có tiền là vui vẻ. Thì đó ừ, trời ơi, đánh mà 20-30 con trát là bây giờ chị không? Sợ đánh nhiều lắm, sợ lắm rồi. Nhưng mà vui mà, vui vui mà, vui. Mà anh em la đã rồi. Đánh đã hả? À, đánh đã. Trời vừa mới ra thôi mà hồi hộp đánh đã. Vượt, đúng rồi, cái tại này đánh game bồ thôi. Đánh hay lắm, đang 62 ngàn mới tách qua chị. Ủa, cái gì ghê vậy? Hồi xưa chị ngu lắm, chị thấy mỗi lần nó ăn vậy á là kỳ tới là chị all in vô. Giờ chị biết mà mày ăn chạy mày phải không kêu. Trời ơi, gì đánh, cái gì đánh mà. Dạ, thôi, 62 ngàn. Thôi, thôi, bye nha, bye nha. Bye nha. Đánh giống vậy là bỏ tay nha, em chịu á. Không, nhưng mà chị không nói rồi, ờ, nhưng mà có lần mày sẽ thua là anh chậm. Đúng rồi, đánh vậy là, đánh vậy là. Nói chuyện đó cho chị chép, để chị chép nói chuyện. Ờ, ghê quá, đánh ghê. Ghê quá, đánh gì ghê quá, trời ơi, mới ra cái spy con. Chị nói cái con FAC á, là chị nghe lời bạn chị mà chị bỏ có 100 bạc, chị mua mười mấy xe mà chị thấy thằng Robin Hood nó nói chị, ê, của mày đã xong rồi. Trời ơi, bỏ tay, bỏ tay luôn. Mà em cứ quanh đi biết đó, chị, em quanh đi rồi, nhưng mà trước đó chị mua rồi, chị mua cái lúc đó mà ai còn. Thì thôi, thì thôi chứ giờ sao? Không có 100 đồng chị nghĩ là sai, tại nó ê chê mua đi. Ừ, tại hồi sáng chị nghe chị chết nó ghê thiệt đó, chị nổ ghê. Chị cũng y chang chị chết á, chị cũng giấu ông xã chị, nhưng mà chị bị cái là ông xã chị ổng khai thuế nên ổng biết lỗ lời á. Thì chị giải phụ chị nói là còn mấy cái chị on hold cái xe mà chị đâu còn xe nào on hold. Không chị sao, nếu mà mình thua thì mình cứ loss rồi mình vô lại thôi, chứ mình đừng có hold nha, nhất là mấy con đó. Chị không có chơi mấy con nó nữa, thay này ghê quá. Là chị chắc là nãy chị ra 165, ok đó. Ok, tức vô không? 4, em nói rồi ra xong vô lại. Em đợi đi, rồi về mua lại. Mà hôm nay đánh cháy hả? Hôm nay đánh cháy khác liệt luôn. Là em đánh hay quá. Ok, ai còn spy co coi phim ra hết. Lô tô thôi nha. Dạ, dạ. Chị vô cái spy food 4.9 của em á. Hồi nãy chị để là chị lời 180% đúng không? Tại chị vô cái 27 đó em biết ngay mà, em biết ngay mà. Nhưng mà cái chơi nó ăn hơn 100% đó chị xuống. Dĩ nhiên chị vô có một con phát thôi, chị đâu dám như nhiều. Nhưng mà chị ăn không? Ăn 50% không? Hơn chứ không? Ăn được 70-mấy% nè. Thì cũng có mấy chục đồng thôi, nhưng mà ý chị nói là cái phần trăm nó nhiều. Vậy có 27 đồng. Rẻ hả chị không? Cảm ơn nha. Hôm nay chị xoan lên. Em nói 40 đồng chị vô không kịp, cái nó giật một cây cái nó phiên 27 xe. Trời ơi, mới bắt cái đáy spy co lên lại này. Gớm chưa? cái con này là nó nằm ở trong tầm tay của em rồi mọi người ạ. Nó không thoát được em đâu. Nhưng mà vui vẻ, anh chị đánh vui vẻ, hôm nay xong rồi đó, em xong FOMC đó. Bây giờ nó sẽ hồi lên lại 42 này, em nghĩ vậy đó. Nó sẽ hồi lên lại 42 đó. Nhưng mà thôi đủ rồi, em đủ profit hôm nay rồi anh chị. Không có cho nhiều. Trời ơi, con 409 hồi nãy đúng rẻ luôn mọi người. Nó lên tới đồng mấy luôn đó trời. Bo tay. Em không đánh 410 là có lý do nha. Về 409, 42 luôn, ghê chưa. Rồi bây giờ nó vòng lên lại này, xong cái hồi nó mới rớt. FOMC đánh giống vậy đó. Nó y chang giống vậy đó mọi người, mà đánh một hai contract thôi mới vui. Đánh lớn quá không vui đâu. Em mà nghe nói ăn 60-mấy ngàn là em hết hồn rồi đó. Cái bữa cũng có anh nào đánh FOMC đó, đánh mấy trăm contract đó, thua 90-mấy ngàn. Anh nào đó. Đánh mà cái này mà cái ngày hôm nay nó mua chậm á, chứ còn mấy cái ngày mà nó mua mà 10 điểm, 5 điểm, 10 điểm, 5 điểm, ôi mọi người thấy là mọi người hết hồn luôn á. Đánh không kịp với nó đâu. Cái ngày đó nếu mà mình mua cái đó, mình cứ mua chắc chắn mua là sẽ lên hơn đó. Không, mình đâu có biết được đâu. Mình FOMC, FOMC. Hồi trước đó, là trước đó anh ấy vừa đòi 11 ngàn. Cái bữa sau á, cái đàn đó là cái gì đó như là không có vô nữa. Xong mình cái bắt đầu chị ở bên phòng, em biết được chị bên phòng cứ sơ mới chạy qua bệnh viện. Để kể cho bé à, sáng đó mà cái mới vô nè, anh đi đến nhà máy rồi. Xong cái chiều lại vô chơi
không có gì khác thôi. Tuy nhiên là gì đó họ chạy qua rồi. Tại sao là cái lần đó nó chạy lên âm thì ba người chạy xuống dương, thật dương rồi nó chạy lên lại đó. Hai ba người nói đó, cái lần đó khác cái lần đó. Dạ, thôi thôi bữa đó em thì thua 21 ngàn. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Cái đó nó sẽ thành lời. Cái gì ghê vậy? Dạ, đây nè. Chết, mà cái đó là chị không thể bó tay bà giác luôn. Ừ, đánh cái gì sâu rồi đó. À ở đó hàng ngày đó bữa đó đánh tâm lý nha, hàng ngày có sao lần trước có ăn 11 ngàn, cái lần sau mới ăn nhiều lắm, luôn đi 21 ngàn nữa đó. Đầu như là tiếp đó bởi vậy đánh nó ngồi yêu một trung đánh thôi là ăn, cứ follow sát em luôn, dí sát em ăn. Em sẽ có nhờ đảm nhiệm check cái Discord của chị. Cứ mỗi ngày em sẽ log in vô Discord của chị và bắt chị ngồi trong phòng của Vô Đà không cho đi đâu. Hơi sợ nha. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Trời ơi, hôm nay đánh FOMC cháy quá, cháy khét lẹt luôn, trời trời, bó tay. Cũng được đi, ừ, hôm nay đánh cũng được đi. Nhưng mà chưa có feel được con spy put thì cũng hơi buồn. Nó không có lên được, cái kháng cự 4-15 của em nó lên ngang tầm 4-13-90 là nó tạch rồi. Và em nghĩ là hôm nay nó cũng chả đóng trên 415 đâu, 414 đâu. Hôm nay em nghĩ là có khả năng đóng dưới 410 luôn đó. Có khả năng possible. Vậy chị nói là 1408 mà. Chà 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 chà. Em mà giữ lại cái lệnh spy put 409 này là thơm luôn này, thơm bơ luôn này, trăm mấy phần trăm rồi đó. Nghe nghe nghe. Ngày mai anh nghĩ đi lên hả? Không, em không nghĩ vậy. Oh my god, oh my god. Rớt, rớt lũng rồi. 408.5 rồi. Trời ơi, biết gồng cái con 409 là lên núi ở rồi. Trời ơi, Vy ơi, Vy. Trời ơi, mọi người à. Mọi người ơi, em nghĩ là chắc hôm nay nó về là 408.50 rồi đấy. Chứ mà nó lũng 409 này nó đi thẳng rồi. Chả biết nó vô lại thêm trade nữa. Trời ơi, là trùi, ôi là trùi. Chú chà. Cái bóng vô đà. Nó càng muốn là vừa thôi. Vô đà cho chị hỏi FOMC tuần 6 sẵn rớt dữ vậy. Chị nói sao? FOMC là ổng tăng lãi suất hả? No, ổng giữ nguyên lãi suất chị 0.25. Giữ nguyên mà nó lên nó xuống dữ. Không có tăng chị, tăng 0.25 á. Là lên 0.5 á hả? Là thành 0.5 á hả? Không, okay, nó sao hồi nãy analysis nó đoán là ông sẽ ngưng rate, nhưng mà ông nói là không, ông không có, ông vẫn chưa có cái ý định đó. Rồi tụi analysis sai rồi, bây giờ nó chuyển thẳng tới mà đã trả. Ủa nó hồi nãy chú có người đưa tin vô trước đó mà không thấy sao. Ủa chú, tại sao chú nói là giữ ray 0.25? Đúng rồi, nó ray 0.25 mà. Nó ray lên hay nó giữ bữa trước nó? Bữa trước nó cũng 0.25 mà bây giờ nó ray lên 0.25 ở thành 0.5 à? Không, có nghĩa là 0.25. No mọi người, bữa trước. Hôm nay là phải 0.25. Nói là sau cái kỳ tăng này, ổng sẽ không tăng nữa. Nhưng mà ổng nói là ổng không có ý định mà ngừng tăng ray. À, ok. Bây giờ tôi đạp thôi. Khá là thú vị. Khá là thú vị. Ok, ok. Là hồi nãy chú đưa tin tức xong chú bận làm việc, chú mất ăn cái 410 phút rồi. Không sao chú, không sao. Mai đánh. Hồi nãy từ giờ chút rồi chú bị thua cái FOMC, chú sợ quá. FOMC là chú không dám đánh. Bữa trước chú thua FOMC là do không có con, bây giờ là con đã vô rồi. Đúng rồi. Tại nhưng mà hôm nay chú bận, nên chú thôi sẵn vậy, chú không chơi nhận đây. Ồ, không sao.
Ủa thằng Phi sao sáng nay thằng Phi nó không lên đánh ta, nó nói đợi FOMC mà sao vẫn nó không có lên ta? Chắc nó cũng sợ quá, nó bỏ chạy ngày hôm nay. Hôm nay là rất ok luôn á chú, đánh khá là ổn. Thì chú bận chắc phải hết tuần này nữa chú mới rảnh được. Ok. Cái gì 4-5 chị? Cái gì 4-5 chị? Spy hả? Con gì về 4-5? Spy hả? Đúng rồi. Chưa đâu. Em nghĩ chắc chưa về 4-5 bây giờ đâu. Nó nói gì đây là lần cuối tăng ray, nhưng mà không có ý định là, có nghĩa là nó vẫn còn tăng mà, nó vẫn còn tăng ray, nhưng mà nó nói là đây là lần cuối tăng ray, có nghĩa là nó nói như vừa đấm vừa xoa. Nó nói như vừa đấm vừa xoa vậy đó. Nên là cũng không biết làm sao để mà giải thích cho cái câu nói của ổng luôn. Bó tay luôn. Em giải thích lại không? Em có anh giải thích lại. Ủa, đúng không? Có phải em nói đúng không? Không, thì ok, ai cũng biết là lần này ổng vẫn tăng ray 0.25. Ừ. Nhưng mà cách đây 2 tuần về trước đó, thì là bọn analysis nói là đây có nghĩa đây là cái lần tăng ray cuối cùng của ổng, tại vì ổng sẽ pause cái ray. Rồi sau đó cái vụ nhà băng xảy ra, thêm cái vụ thằng First Republic, nên ai cũng nghĩ là lần này ổng chắc chắn ổng phải ngưng, ổng tăng lần cuối này thôi là ổng sẽ ngưng. Ừ. Nhưng mà trong báo ổng nói là ổng không có ý định sẽ ngừng tăng ray, vì vậy thì là vẫn còn tăng đó, thấy chưa? Vậy thì đâu liên quan gì tới cái vụ băng bị collapse đâu, nó đâu khía. Ông dùng cái câu đó đó cho nên nó thì bay nó mới đốt đó. Đó, xong rồi á, bây giờ nếu mà ông nói là kỳ tới này ông không tăng ray nữa thì nó mới bắn lên, còn ông nói ông thầm cái thêm cái câu nữa là đừng có nghĩ tôi ngưng không tăng ray. Cho nên nó mới chốt đó. Đó. Bây giờ nó cứ cho rớt mạnh là tại vì ngày mai Apple nó ơn tình hẳn. Đúng. Ngày mai bắt Apple mà nó bắt ơn tình á là nó mới cho rớt xuống. Đúng. Còn ngày mai mà nếu mà Apple nó cướp ơn tình thì con thì bay cũng đi cũng phải đi test lên rồi sau đó cũng rớt từ từ xuống thôi. À, là ngoài nó đang tạo ra cái bear trap vô đó. Em á. Là cũng có một ngày cám vô heavy put rồi ngày mai earning của Apple good. Nè. Em á thì em nghĩ Apple có khả năng lên tới 180 đó nha. Nó sẽ kéo cái market lên thêm một lần nữa, bởi vì á bây giờ vậy nè. Bây giờ vậy nha. Nếu mà thực sự nó rớt, nó sẽ không thể nào nó rớt trong ngày hôm nay được. Nó sẽ trap mình. Ok. Cái mà mình đang muốn ở đây á là confirm, có nghĩa là confirm cái đỉnh mà em thấy là con Apple nó vẫn còn đang hold. Thì nếu ngày hôm nay mà ông nói như vậy á, là chắc chắn sẽ có rất là nhiều bear nhảy vô. Bear nó nhảy vô nhiều lắm. Thì em nghĩ là ngày mai con Apple sẽ kéo lên thêm cú nữa để nó cho mình bị dính mấy cái put ở đó luôn. Sau rồi nó mới rớt. Mai vô. Mai vô đi, đợi mai rồi vô. Chứ bây giờ mình vô ngang giống vậy là ngày mai mà Apple lên 180 là hơi thốn đó nha. Hơi thốn đấy, bởi vì con Apple này chưa biết được. Nghe. Lúc nãy nó vô phút nhiều lắm, cho nên thường nó thì thấy mấy cái tầng rồi. Cứ nói mà vô phút thì ngày mai nó cho đi lên, mà nó cho kho nhiều thì ngày mai nó cho phút rớt. Bởi vì nó collect cái phần trăm, nó collect phần trăm tỷ lệ phần trăm co phút đó chị Cindy. Để nó đánh ngược lại mình đó. Nên là từ đi, mai rồi mình vô, không có vội. Hôm nay á, cái lượng put và lượng call của FOMC á, nó ngang ngửa nhau, em cũng thấy vậy. Em cũng thấy vậy. Nó cho đi sideways đó, bởi vì hôm nay á, là họ nãy đó, khi mà con xì bay nó lên 4.13 á, 12 là người ta nhảy vô, người ta put nhiều lắm. Cái thằng cá mập á, trên á, nó nghĩ là ngày mai bác ơn đền con Apple á, thì là phải rớt. Đúng rồi. Nó vô lượng put vậy. Nên là nhiều. Nhưng mà theo người ta suy đoán á, vô đàn, thì người ta nói như vậy. Nếu hôm nay ông tăng ray thì ngày mai con Apple nó phải giúp ơn mình để nó kéo cái market đi lên lại.
chứ nó chưa có cho rớt xuống mạnh như vậy. Ừ. Còn nếu mà hôm nay ông không tăng cây á thì ngày mai rồi, Apple nó sẽ rớt. Phải báo ơn này. Đúng, em đồng ý với chị Cindy. Em đồng ý với đó. Cái đó. Vì người ta đoán là đi đoán như vậy đó, thành ra hôm nay lượt cá mập nó vô phút nhiều lắm, ngày mai nó cho mày, hôm nay là nó cho mày. Mai nó cho mình chắc bê hết rồi. Đúng. Thôi, ngày mai tính đi. Mình cũng không có vội vàng gì mà tự nhiên đi vô sọt nguyên cái market giờ này. Em cũng nghĩ như chị Cindy, có nghĩa là em vẫn sẽ đợi vào ngày mai. Tốt nhất là nên đợi vào ngày mai đi anh chị. Bởi vì cái phần trăm mình đánh put ở đây cũng được đi. Nhưng lỡ gì mà nó kéo lên lại 4.15 ấy, thì mình bị vào put ngay cái đấy. Rồi phải average down, tốn thời gian của mình. Đợi ngày mai Apple earning đi rồi mình cũng không vội liền đâu anh chị. Không vội, Apple earning xong đi rồi mình hẳn vào. Chứ ngày mai mà nó có rớt á, cao nhất nó về tầm 405. Nhưng mà nếu mà nó rớt về á, là em expect nó về tới 390-393 lận. Đợi patient tới ngày mai. Bởi vì nếu mà ngày mai con Apple không rớt làm cho mọi người vô phút rồi. Bởi vì hồi nãy mới nói là ngày mai là phải về. Đúng, anh Phong. Anh Phong nói ngày mai có thể gấp úp. Đúng. Chính xác. 10 điểm, ok. Vậy đi, mình quyết định vậy đi ha. Rồi mai tính tiếp. Mai tính tiếp anh chị. Mà nó đi tay với úp nha. Hả? Anh nói sao? Để nó mai nó đi tay với úp. Mai đi xe quay úp lên luôn hả? Ừ. Anh Phong sao em cảm giác giống như là con Apple sẽ lên 108 vậy anh Phong? Ủa, đâu có kháng cự. Nó phá kháng cự chéo rồi. Nhưng đây là một cái kháng cự mạnh của nó ở 172. Thì em không biết về mai. Có volume đó anh. Nó ghê hơn là nó có volume á. Nó ghê hơn là nó có volume đó. Volume khung ngày hả? Để từ coi. Có volume khung ngày luôn, đi sideway up luôn á. Bởi vì do nó hồi từ ở dưới hỗ trợ 150 lên mạnh quá. Lên 171, 172 rồi, không biết nó có price in trước ending không thì em không biết nha. Chỗ này em cũng muốn vô put ghê gì đó. Man đúng thèm chảy nước miếng cái chỗ này luôn á. Nhưng mà em sợ ngày mai con Apple ending good phát là nó kéo market lên lại nên là thôi đợi ngày mai đi. Chứ hồi sáng là em Bitcoin spy put vô rồi, em Bitcoin spy put 420 vô rồi, 415 vô rồi chứ không phải đâu. Vậy mà nó không lên 415, nó lên ngang 413-80 là nó tạch rồi. Chán ghê gì đó. Anyway. Trời ơi. Cái màu 408 này là cái màu hồi sáng em cũng đã thấy luôn rồi đó. Là em expect nó đi lên trước rồi nó mới rớt đó mọi người. Mà em nói rớt thấp nhất có thể về tới là 408-50. Để coi nha, 408-50 đang là cái hỗ trợ đấy đó. Khá là khó chịu đó nha. Đi market đi khá là khó chịu ngày hôm nay đó. Nhưng mà rớt rồi. Trời ơi là trời. Bốn ngàn một trăm mười. Nãy nó lên 75 là ngon này, nó không lên 75 mà nó rớt rồi. 4.110 hỗ trợ mạnh nha. Oh no. Lũng rồi mọi người ơi. Lũng hỗ trợ rồi nha. Trời ơi là trời ơi. Cứu tôi. Ủa, sao em nó bị em bị đá ra vậy mọi người? Alo, nghe em nói gì? Em mới bị đá ra. Nghe mà sao em tức nhắc màn hình rồi? Mới bị đá ra. Vô lại. Trời ăn nhiều quá mới kịch đá chị ra luôn. Không cho chơi nó luôn á trời.
không cho chị chơi nữa kìa. Hồi nãy do bà cầm tiền đó, bánh bánh đã thơm em suy á, gọi biết gọi nói gì không? Em làm cái gì mà nhà băng nó gọi, nó nói là quá trời người giao tiền vô cho em luôn. Chị thì nói cho nghe, chị lấy tiền bạc đó chị đem lên bánh tờ đó. Đứa chị nói chị hơn nhưng mà nghe nó sợ nha. Nhớ chị nói cái gì làm gì có, làm gì có, sao nó gọi lộn lắm vậy? Vậy chứ mà không biết cái lắp lỗng thì không đơn. Nó lô tô Apple. Apple ngày mai ấy chị hả? Ờ trời ơi, em thấy đánh Apple lần nào em đánh em thấy nó cũng đi sideways ấy, nên em cũng hơi ngán Apple nha. Em hơi ai bên con đồ Apple thì mai em xin anh quân ấy, em xin lệnh anh quân cho mọi người đánh ai bên con đồ. Ok mọi người, re-enter một cái QQQ core in the money. Em hứa đây là lần cuối cùng mình đánh, lần cuối cùng. Lần cuối cùng mọi người. Vô cái QQQ core đi. Last one nha. 318 60 cent. Last one nha mọi người, 60 cent thôi. 60 cent nha mọi người, thua thôi nha. Kiếm ly trà sữa coi. Một là mất ly trà sữa, hai là kiếm được hai ly trà sữa. Hỗ trợ mạnh của ES rồi, 4110 thôi. Chỗ này mà spy nó không chị, không hồi nó hơi mệt á. Chị bị kiếm ly trà sữa đó, chị bị kiếm ly trà sữa là chị trung 15. Cái gì cái gì? Chị đi DCA vô đó. Mà chị đánh khi nào? Đánh trước khi vô em. Ồ, đánh trước khi vô em mà đúng rồi. Kiếm cái trà sữa đi rồi, kiếm cái vô năng thêm đợt xong. Ây da ơi, khổ, đánh là vui vẻ thôi, ông sẽ đánh vui vẻ thôi. Chị đánh vô đó, chị bận, đánh vô phân, cũng cần. Em đánh nhỏ chị, em đánh contract, hai contract chơi vui đó, ép ông si mà đánh gì cho lớn. Nó mà đi xuống 4850 vậy là quá xấu luôn rồi đó. Nó mà hồi lũng 4850, ôi dồi ôi, thôi ngày mai không biết Apple đi về đâu, Apple cứu market không chứ mà nó đi giống vậy là nó price in luôn á. Nên là ngày mai mình canh Apple, ngã nào Apple mình phải vào. Vô đã. Nghe. Cho anh hỏi đi mà nó bị chết mình á, mình muốn hợp lại lại trong cái chat đó thì phải bao lâu mình mới vô hợp lại lại bất cứ một cái chuyện đi không sao. Cái gì hợp lại lại gì? Không có mấy cái chuyện đó trần đó mà nó bị chết mình đó thì cái đó mình phải đợi có hay là mình bỏ tiền vô hay sao chứ? Đâu gửi ra ngoài chat room coi nè, không biết nó bị reject cái gì luôn á. Dạ. Gửi ra ngoài chat room coi. Ok. Ngày mai Apple rất ân tình biết con xì bay nó đi lên 4.18, 4.20 giống như vừa đà phân tích.
Trời ơi, sáng hôm nay em expect nó lên 4.15, nó còn chưa lên tới kìa, là market nó yếu lắm rồi á. Không, nhiều khi đó, nó chưa cho, nó đâu cho rớt lên nhiều đâu, cũng đâu cho lên nhiều đâu. Như là ngày mai good earning apple cái nó bắn lên, thì bay cũng vẫn còn lên tiếp đi. Còn tuần sau nữa mà vô đà, tuần sau đó nữa con NVIDIA nữa à. Vô đà nó chưa cho rớt nhiều liền đâu. Em chưa có thấy nữa, nhưng mà em thấy như sao, NVIDIA nó có khả năng nó rớt á, nó rớt mạnh luôn á. Thì chị nghĩ là ngày mai con Apple nó phải rớt lên để nó kéo cái market để còn đi lên nữa. Rồi sau đó là cái ngày mà em nói là sau ngày 23 đó, tháng 5 đó đúng không, thì nó mới rớt đúng không? Nè nè nè, sau ngày 12 tháng 5 ngày 24 đó là con NVIDIA nó ơn định, nó bác ơn định đó, nó kéo market đi. Trời, cái market này giờ khó nói. Bây giờ hôm nay mà nó cho đứng ngang 408, đóng 408, đóng dưới, đóng trên gì cũng phải coi coi cái thái độ của con Apple ngày mai mới biết được. Chứ còn mà ngày mai mà Apple, mình cũng đâu biết được earning Apple đi đâu đâu, mình cũng không biết được luôn á. Apple mình đó là mình đoán thôi, còn nhiều khi ngày mai nó xả thì mình cũng không biết, bởi vì mấy bữa nay là nó cũng đi lên quá trời rồi. Mà sáng hôm nay á, nó không đi, nó đi lên lại 43, 44 là em thấy là một kỳ tích rồi đó. Bởi vì ngày hôm qua nó về 408, nó rớt trước ông xin, nó rớt chống dài, mà sáng hôm nay lên lại 43, 44 là cũng là một lực hồi đó. Để coi ngày mai đi, nếu mà ngày mai mà vô đà biết không nó còn thứ sáu nó còn trả phi lô nữa mà. Okay. Nên nó chưa cho rớt liền đâu. Với cái hồi sáng này chị có nghe tin tức á, nói là một tây tháng 6 này á, là quốc hội mà không cái gì đó, không có điều đình cái tiền lời gì đó của chính phủ đó, là bể, chính phủ sẽ bể nợ đó, lúc đó nó còn sập nữa. Cái gì đáp siêu lĩnh hả? Bởi vậy cho lên lúc này mình chưa cho rớt đâu, trời ơi làm sao cho rớt mạnh được, rớt cái sụp luôn á. Không cho rớt được, tại vì còn cái vụ của chính phủ đang thiếu nợ nữa, nó mà sụp cái đó nữa mà ngày mai mà Apple mà bác ơn lình nữa thì trời, kinh tế Mỹ chắc nó banh luôn. Nó đâu có cho làm cái rầm như vậy đâu, vô đạn. Để coi thì coi. Em thấy ý hết thì vô nhà nói đúng đó. Chị nghĩ là ngày 2, em nói ngày sau, ngày 23 đó thì cẩn thận. Nhưng mà ngày 24, ngày đi là nó ơn mình đó. Thì lúc đó đó là thị trường bắt đầu, lúc đó nó mới cho rớt. Thì tại vì 1 tây tháng 5 là chính phủ mà nếu mà gia hạn lại được cái nợ đó thì nó không có rớt. Mà nếu không là lúc đó là rớt tâm bằng qua lá luôn đó. Chứ còn trong lúc này chưa rớt được đâu, nó không thể nào cho rớt mạnh được lúc này hết á. Em thấy con gì bay không, lúc nào chị cũng để ý nó nha, nó nằm cái vùng 408, 409 á, là bao giờ nó cũng đi lên lại cái vùng 417, 418 lại không à. Nhưng mà lần thứ tư là để coi có đúng không nha, chứ ba lần mà chị để ý á, nó nằm 408, 409 là nó đi lên đấy. Nhưng mà cái trade plan của mình á là về long term á là vẫn phải rớt, thì em đăng canh để em vô thôi, chứ còn mà nó đi lên thì càng tốt, đi lên thì mình add càng tốt. Nhưng mà cái trade plan của mình là nó vẫn phải rớt around thì đó, nên là mình coi sát thử để mình enter cái điểm nào thôi. Nó phải đi lên cái điểm mà như em nói cao vậy thì nó mới rớt về mặt được chứ. Bởi vì bây giờ đóng cửa đi cho em biết em cần phải làm cái gì ở đây trước đó nào. Đóng cửa đi, bởi vì chưa chắc gì là ngày mai con Apple nó đã biết earning, đúng không? Cái này là mình đang phỏng đoán và dự đoán thôi. Bởi hôm nay có thể là kết thúc chu kỳ bull run trong mấy tuần vừa rồi. Mình không biết, mình chỉ đang đoán. Có thể là mình đoán nhưng mà nó cần gần sát cái nút của mình thôi, chứ nó không lên tới thì mình cũng phải chấp nhận à. Thì để em coi đóng cửa đó. Em coi đóng cửa, mình có 15 phút cuối giờ để mình vô lệnh mà. Nhưng mà chị Cindy nó cũng đúng, nếu mà cái debt ceiling mà nó bét á, với là ngày mai mà có chop claim á mà nó rớt mạnh quá, mà bây giờ nó rớt mạnh á thì hơi sớm đúng, hơi sớm. Nếu rớt là chị nói thiệt, phải chờ cái con này đi già nó ơn tình nó ra là nó lúc đó là mới rớt được á. Còn con Apple ngày mai nó phải kéo market lên, không thể nào là ngày mai mà Apple mà bác tên mình, không thể nào mà xì ba nó làm cái bùng về 400 hay 300 mấy được. Tại vì nó đâu có lên cao được đâu, hôm nay đâu lên cao. Nếu hôm nay nó lên 420 á mà nó đụng đó á thì có thể là ngày mai nó mới rớt được, em hiểu không? Ok, hiểu. Cho nên đó, mình đừng có mua cái gì nữa, mình có cho mình có Apple.
nói... trong đời Apple sai quay không? Nói chung là cũng đường trong đời. Ok mọi người, ra con ra cái con 38 luôn đi anh chị. Ra cái con cuối giờ đi. 38 kêu kêu đi. Hết volume rồi. Trim out. Hết volume rồi. Đứng luôn rồi, đứng cứ ngắt ở đây luôn rồi. Còn 15 phút nữa mà thấy không có hy vọng gì đâu. Chị có 80 share, chị mua thêm ở đây được không? Tesla chị được, chị xe giá mấy chị? Chị có 80 share, khoảng 167. Thôi 167 thì từ đây chị, em tưởng chị 190, 120 gì đó. Ok. Ủa chị vô đây, chiều nay chị làm hôm quật hả? Ừ, chiều nay chị làm hôm quật. Mấy giờ? À, 5 giờ rưỡi bên chị. 5 giờ rưỡi bên chị. Hoặc là 5 okay. giờ, hoặc là 5 giờ bên chị á, 5 giờ bên chị. Là 6 giờ, 5 giờ bên chị à? 6 giờ Houston, ừ. Ok, ok. Mình còn 15 phút nữa. Ông Phèo nói xong rồi đúng không? Mọi người ai có xe của TTD mọi người cẩn thận nha. Em thấy con TTD sáng nay nó rất hơi bị nhiều đó. Ok rồi, mình chuẩn bị 4 phút nữa là mình sẽ tới time flow nha. Để em coi time flow đi như thế nào đây. Ok nha.